Hello, chào tất cả các bạn. Mình tên là Quý và hiện tại mình đang sống ở Mỹ. Thì mình vừa qua Mỹ được chắc tầm 4-5 năm nay thôi. Thì ở bên Mỹ thì mình đi làm nail. Rồi hôm nay mình quay để mình đang định làm một cái vlog nói về cuộc sống của mình cũng như gia đình mình, ăn chơi, đi làm, sinh hoạt hàng ngày ở nước Mỹ. Thì sau này mình sẽ làm nhiều clip hơn để mình đăng lên, chủ yếu là cho sau này mình có thể coi lại, và cũng như là gia đình của mình, bạn bè của mình ở Việt Nam cũng có thể theo dõi mình. Và nếu mà bạn thích thì bạn có thể theo dõi mình qua cái vlog là Đăng Quân Vlog. Vì sao mình lại đặt tên là Đăng Quân? Mình tên là Quý, bởi vì Đăng Quân là tên con trai của mình. Mình có một đứa con trai. Xin chào các bạn. Đây là nơi mà mình làm việc hàng ngày. Ở ngoài cái chỗ mình làm việc á, thì có cây cối, đường bên mình đang tuyết nha, mùa đông nhưng mà hôm nay lạnh thôi chứ chưa có tuyết. Mùa đông thì cây xung quanh chỗ mình làm á, thì nó giống như nó ngủ đông vậy á. Nó ngủ đông bởi bởi vậy nó nhìn mà nhìn vậy thôi nhưng nó vẫn còn sống á, nó chưa có chết đâu. Đây, ở đây là đằng sau cái chỗ mà mình làm. Đằng sau này nó có một cái đường ray xe lửa. Đó, mấy bạn thấy không? Cây cối ở đây nó hóa, nó úa vàng hết rồi, tuyết còn dư âm rồi. Tại vì hôm nay là chủ nhật đầu tuần thứ hai á, tuyết nó rơi á, tuyết rơi có 1-2 ngày thôi nhưng mà giờ nó lạnh, nó vẫn còn đóng đóng tuyết ở dưới đây. Xe chạy. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vô trong tiệm chỗ mà mình làm hàng ngày ha. Này là cái quầy để cho khách vô, khách ký tên. Đó, mấy bạn thấy không? Ghế bên tay phải là pedicure, còn bên tay trái mình là ghế làm cho khách làm tay. Chỗ này là bàn cho khách hơ tay khi mà mình sơn xong đó. Hơ tay, hơ chân. Chỗ này là cho khách ngồi chờ. Đó, khách ngồi chờ ở đây. Trong một tiệm nail mà
Hello, xin chào tất cả các bạn.